Rồi chào các bạn nha. Tiếp tục ngày hôm qua thì hôm nay bắt đầu mình cho cái chiếc xe cút nhỏ đó nó có gian vào bên đây bắt đầu dắt cái kênh bên đây nha các bạn. Dắt cái kênh bên đây của mình ban nó vô nha. Chiếc xe cút nhỏ này nó có gian đi qua bên này cái giờ mình chạy xuống cái ở dưới đây cho nó ra ở đằng trước nha, nó chạy xuống cái hầm đây. Cho nó có gian qua cái nha, chiếc xe cút nhỏ nè. Cái cần này cho cao lên này rồi nó có vàng và ở mép ở bên trong bên đây. Có quà gì cho dễ dầm thấy à. Đầu cho nó có vàng đi sắp tới nha các bạn. Ớn vậy. Chiếc này cái tay lái của nó ngược với cái chiếc ấy nha. Ngược với cái chiếc xe cần dài nha, vì nó hơi lái, hơi có lái xíu. Ủa? Hay đây đâu lên được đâu? Qua bên đây mới đúng nè. Lái này, ta lái nó ngược với cái chiếc xe cần dài. Chấp lại đây chút xíu nữa nha.
cho nó chuẩn bị lên phà nha các bạn. Rồi ok đó nha, rất là lần rất là khó khăn đâu. Ấy, trời ơi, bấm lộn nữa chứ. Đó, lên bờ rồi đó nha. Rồi bắt đầu mình tiếp tục mình vác cái con kênh này nha, cho nó về chút lần kia xíu rồi. Rồi bắt đầu à. Chiếc này múc đất dục lên rồi, chiếc kia múc dài đất vô nha. Quá trời đất luôn, đầy đầy không. Đứng gào luôn. Dính cục trà bá đây luôn rồi. Đó, rớt ra đó.
bên đây đất ít quá nha, cả đất nhiều nhiều hả, múc dài luôn nha. Rồi rồi chạy tới mày bỏ đất đi ra sao ở đó không bỏ luôn đi. Hôm nay bỏ đây. Thì bỏ nó đại đi. Lên được rồi, coi cái chỏ vô cái chỏ này nè, coi được rồi nè, dở lên nè, biết chưa cậu, chạy chỏ này rồi, tài xế mình mắc công chuyện rồi các bạn ơi, còn có mình múc luôn rồi. Thank you.
bỏ lũng dần trời. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây nha, hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.